Xem tuổi làm nhà năm 2020 cho người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, khỏe mạnh, bình an, phúc lộc kéo tới. Xin kính chào quý khán giả của Phong Thủy May Mắn. Xây nhà là một việc quan trọng trong đời người, vận khí của ngôi nhà tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến tài vận, sức khỏe của trạch chủ và những thành viên trong gia đình. Bên cạnh đó thì việc lựa chọn được năm xây dựng nhà tốt cũng là một yếu tố không thể thiếu. Một số điều kiện nhất định không thể bỏ qua trong quá trình lựa chọn năm xây dựng là các yếu tố Kim Lâu, Hoàng Ốc, Tam Tai, Thái Tuế, Mộc Kỷ Đô Thiên, Mộ Long Biến Vận. Và yếu tố quan trọng nhất đó là phải xét đến gia chủ có hợp hướng hay không. Nếu tuổi không phạm mà hướng lại tốt thì xây không gì cân bằng. Nếu tuổi không hợp mà đất cũng không được vận thì xây không gì hướng hòa bằng. Vì vậy cần phải hết sức cẩn thận và xem xét thật kỹ lưỡng trước khi quyết định xây nhà hay không. Trước tiên, để việc xây nhà được hay không thì ta xét đến tuổi của trạch chủ có phạm Kim Lâu, Hoàng Ốc, Tam Tai hay không. Đầu tiên, ta xét đến Kim Lâu, năm Canh Tý gia chủ 20 tuổi theo cách tính này sẽ phạm phải Kim Lâu thê, rất hại tới vợ, khiến cho sức khỏe của người vợ xấu đi nhiều. Còn xét đến Hoàng Ốc, năm Canh Tý gia chủ 20 tuổi theo cách tính Hoàng Ốc sẽ phạm phải nhị nghi, có thể xem xét làm nhà. Còn xét về Tam Tai thì người tuổi Tân Tỵ cần tránh các năm Tam Tai, Hợi, Tý, Sửu. Năm làm nhà 2020 Canh Tý theo cách tính thì gia chủ Tân Tỵ sẽ phạm phải tuổi Đại Kỵ Tam Tai. Tuổi chỉ là một trong những yếu tố cần thiết. Yếu tố quyết định đến việc có xây được nhà hay không thì ta phải xét đến vận đất. Nếu tuổi đẹp mà đất không được vận thì không nên xây. Còn nếu tuổi đẹp mà đất lại được vận hợp long phù sơn thì xây dựng không gì cắt bằng. Đất được vận mà tuổi lại không xây được, ta tiến hành mượn tuổi khác để xây nhà cho các lành hơn. Đất không được vận mà tuổi lại xấu thì tốt nhất không nên xây mà chọn năm khác đẹp hơn rồi hãy làm. Còn xét đến vận đất ứng với tuổi của trạch chủ có hợp hay không với hướng của mình chuẩn bị xây và các hung của từng hướng năm 2020. Mời các quý vị anh chị cùng theo dõi những phân tích của chuyên gia phong thủy. Tuổi 2001 Tân Tỵ, nam mệnh thuộc cung Cấn Thổ, nữ mệnh thuộc cung Đoài Kim, xét đến việc xây nhà như sau. Đối với nam mạng Tân Tỵ cung Cấn xét theo cung mệnh thuộc Tây Tứ mệnh, vì vậy tuổi này hợp với bốn hướng tốt đó là Đông Bắc phục vị, Tây Bắc thiên y, Tây diên niên và Tây Nam là sinh khí. Còn bốn hướng xấu đó là Nam họa hại, Đông Nam tuyệt mệnh, Đông lục sát, Bắc ngũ quỷ. Giờ ta xét đến tuổi 2001 nam mạng xây nhà năm 2020 theo từng hướng xem các hung như thế nào nhé. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm Ba Sơn Nhâm Tý Quý 337,5 độ đến 22,5 độ Thái Tuế tại Tý, hướng Bắc là chính Thái Tuế. Còn với nhà tòa ngọ hướng Tý, phạm Tuế phá và tam sát, hướng phạm Thái Tuế nên tuyệt đối không xây mới. Nhà tòa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây. Nhà tòa Quý hướng Đinh phạm Mộ Long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới thì cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Tỵ nam mạng xây nhà hướng này không hợp hướng phạm ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ vì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái thì có dậy. Hơn nữa năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc là nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng làm phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Thứ hai đó là hướng Nam gồm Ba Sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tòa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm. Thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng, tháng 2, 4, 6, 7, 8 và 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát. Cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 xây nhà hướng Nam thuộc Đông Tứ mệnh nên không hợp hướng bị phạm vào hòa hại, mà hòa hại là sao Lập Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là Khôn, chủ về tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc
thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 đang ở nhà hướng đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một hương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Thứ ba đó là hướng đông gồm ba sơn giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ đào đến mộc cung, hướng đông mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng đông tuyệt đối không xây mới, không sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Hơn nữa tọa dậu hướng mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành hơn, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời. Vì vậy không nên làm ẩu kiểu rước họa vào thân. Đối với nam mạng Tân Tỵ, xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng bị phạm lục sát thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, mà lục sát là sao văn khốc thuộc thủy, tượng quái lạc khảm, chủ về thị phi, tâm lý rối loạn, luôn cảm thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy, tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu, nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng bạt hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Thứ tư đó là hướng tây gồm ba sơn canh dậu tân 247,5 đến 292,5 độ, năm canh tí cửu tử đáo đến cửu tử ngũ hành thủ hỏa đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa mão hướng dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa giáp hướng canh và tọa ất hướng tân có thể xây mới vào năm 2020. Tuy nhiên nếu biết chọn năm tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn vào tháng 3, 4, 5 và 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4, tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Tuổi Tân Tỵ nam mạng ở hướng tây thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được diên niên là sao vũ khúc thuộc kim hướng tây bắc, tượng quái là càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao. Vợ chồng thì hòa thuận, hôn nhân dễ thành nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn vất vả thì nên đặt cửa giường về phía diên niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Và hướng thứ năm đó là hướng tây bắc gồm ba sơn tuất càn hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm canh tí bát bạch tài tinh đáo đến, bát bạch ngũ hành thuộc thổ đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng tây bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa tỵ hướng hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tu tạo sửa chữa thì chọn thời điểm sau đông chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tân Tỵ sinh năm 2001 xây nhà và ở hướng tây bắc thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi thuộc sao cự môn thổ hướng đông bắc, tượng quái là cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy thì phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng uy tín, làm được sẽ cát lành hơn. Ngoài ra thì với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống hòa thuận và tài lộc hơn. Hướng thứ 6 đó là hướng đông bắc gồm có ba sơn sửu cấn dần 22,5 đến 67,5 độ, năm canh tí nhất bạch tài tinh đáo đến, nhất bạch ngũ hành thuộc kim đáo và đông bắc ngũ hành thuộc thổ, thổ kim tương sinh nên năm 2020 xây mới hay tu tạo sửa chữa rất cát.
với nhà tòa thân hướng dần thì không nên xây mới vì hướng dần phạm mậu kỷ đô thiên sát. Anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Nếu tô tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh, hợp hướng được phục vị. Phục vị là sao tả bồ thuộc mộc hướng đông nam, tự quái là tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, chị ra trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Thứ bảy đó là hướng đông nam gồm có ba sơn thìn tốn tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm canh tý sao lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc kim, đáo và đông nam ngũ hành thuộc mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tòa càn hướng tốn và tòa hợi hướng tỵ, vạn mộ long biến vận không nên xây mới. Nếu xây chọn ngày tháng cắt lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tòa thìn hướng tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Người tuổi Tân Tỵ mà ở hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng gặp tuyệt mệnh, mặt tuyệt mệnh là sao phá quân thuộc kim, tượng quái là đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy tuổi Kỷ Sửu khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng. Cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Và hướng cuối cùng đó là hướng Tây Nam gồm ba sơn mùi khôn thân từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2020 sao tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc mộc, đáo đến Tây Nam, ngũ hành thuộc thổ, mộc thổ tương khắc nên xây mới năm 2020 cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm này thì sơn thân phạm vào mậu kỷ đô thiên nên không xây được. Sơn mùi và khôn nếu xây mới chọn vào tháng vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10. Khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ rất là cát. Tuổi Tân Tỵ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh nên hợp được hướng sinh khí, vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc hướng đông, từng quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Còn nếu học công vào khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa bàn học giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để chấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Trên đây thì Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị và các bạn những kiến thức liên quan đến việc khai sơn lập hướng cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp, đừng ngần ngại, hãy chia sẻ ở ô bình luận để Phong Thủy May Mắn giúp anh chị được giải đáp. Đừng rời khỏi kênh, tiếp sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh chị việc làm nhà năm 2020 của nữ mệnh tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Đối với nữ mạng Tân Tỵ thuộc cung đoài kim thuộc Tây tứ mệnh, người mệnh tốn mộc có bốn hướng tốt, đó là Tây phục vị, Tây Nam thiên y, Đông Bắc diên niên, Tây Bắc sinh khí, bốn xấu là Bắc hỏa hại, Đông tuyệt mệnh, Đông Nam lục sát và Nam là ngũ quỷ. Hãy cùng Phong Thủy May Mắn xét các hung vận hạn của từng hướng. Đầu tiên đó là hướng Bắc gồm có ba sơn Nhâm Tý Quý 337,5 đến 22,5 độ, thái tuế tại Tý, hướng Bắc là chính thái tuế, với nhà tòa ngọ hướng Tý phạm tuế phá và tam sát, hướng phạm thái tuế nên tuyệt đối không xây mới. Còn nhà tòa Bính hướng Nhâm phạm tam sát cũng không nên xây, nhà tòa Quý hướng Đinh phạm mộ long biến vận sát cũng không nên xây mới. Trong trường hợp bắt buộc phải xây mới cần phải được sự tư vấn từ chuyên gia phong thủy. Tuổi Tân Tỵ xây nhà hướng này thuộc đông tứ mệnh nên không hợp hướng, bị phạm vào hoa hại, mà hoa hại là sao lộc tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam, tượng quái là khôn, chủ về tổn thương, cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng. Hơn nữa, năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt lành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng xấu thì nếu làm được như là sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy May Mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào hướng nhà do hung họa gây ra.
Trong trường hợp tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 đang ở nhà hướng Đông thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn chặt để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Hướng thứ hai đó là hướng Nam gồm ba sơn Bính Ngọ Đinh 157,5 đến 202,5 độ, năm Canh Tý xây nhà đại cát, vì vậy những nhà tọa Bắc hướng Nam cố gắng tận dụng mà làm, thời gian tốt nhất để khởi công động thổ là tháng Giêng 2, 4, 6, 7 và 8, 9 âm lịch. Trong trường hợp cần tu tạo sửa chữa thì nên chọn vào tháng 2 và tháng 7 âm lịch sẽ rất cát, cần tham khảo thêm ý kiến của chuyên gia phong thủy để được cát lành may mắn hơn. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 nữ mạng xây nhà hướng Nam nên không hợp hướng, phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tượng quái là ly, chủ vì nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng con cái thì có dậy. Hơn nữa vào năm 2020 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái khuyên bạn không nên ở hướng này, nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cát lành và hợp hướng với mình hơn, hoặc nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Trong trường hợp đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa chấn chạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Hướng thứ ba đó là hướng Đông gồm ba sơn Giáp Mão Ất 67,5 đến 112,5 độ, phạm ngũ hoàng đại sát là sát tinh lớn nhất của năm, ngũ hoàng ngũ hành thuộc thổ, đào đến mộc cung hướng Đông, mộc khắc thổ nên nhà tọa tây hướng Đông tuyệt đối không được xây mới sửa chữa trong năm 2020 bất kể là bạn tuổi gì. Và hơn nữa tọa dậu hướng Mão còn phạm mộ long biến vận nên để sang năm 2021 hãy làm để được nhiều may mắn cát lành, vì ngôi nhà là nơi ta sinh sống cả đời, vì vậy không nên làm ẩu kẻo sức họa vào thân. Tuổi Tân Tỵ nữ mạng ở hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, gặp tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn lắm bệnh tật, con cái kém cỏi, đặt cửa giường ở đây dễ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu cho người tuổi này. Như nhờ thầy phong thủy giỏi để khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Hướng thứ tư đó là hướng Tây gồm ba sơn Canh Dậu Tân 247,5 đến 292,5 độ, năm Canh Tý cửu tử đáo đến, cửu tử ngũ hành thuộc hỏa, đáo kim cung hỏa kim tương khắc nên hướng này không được cát. Những nhà tọa Mão hướng Dậu phạm tam sát tuyệt đối không xây mới, nhà tọa Giáp hướng Canh và tọa Ất hướng Tân có thể xây mới. Tuy nhiên nếu biết chọn 5 tháng ngày giờ tốt, đúng thời điểm nhật nguyệt đáo sơn vẫn có thể tu tạo sửa chữa và xây mới được. Nếu xây mới thì chọn tháng 3, 4, 5, 10 âm lịch. Để việc sửa chữa được tốt nhất, anh chị chọn tháng 4 và tháng 5 âm lịch sẽ rất cát. Để được tư vấn chi tiết, anh chị cần liên hệ trực tiếp với thầy phong thủy để việc khởi công động thổ được cát lành may mắn. Đối với nữ mạng Tân Tỵ xây nhà hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc hướng Đông Nam, tượng quái là Tốn, chủ về khoan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để có thể hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt thì ta cần phải có pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Hướng thứ năm đó là hướng Tây Bắc gồm ba sơn Tuất Càn Hợi 292,5 đến 337,5 độ, năm Canh Tý Bát Bạch tài tinh đáo đến, Bát Bạch ngũ hành thuộc thổ, đáo kim cung thổ kim tương sinh nên hướng Tây Bắc có thể sửa chữa xây mới được. Với nhà tọa Tỵ hướng Hợi phạm tam sát tuyệt đối không xây mới năm 2020. Còn các sơn khác nếu muốn làm nên khởi công vào tháng 4, tháng 6, 11 sẽ rất cát. Nếu muốn tô tạo sửa chữa thì chọn vào thời điểm sau Đông Chí, khi đó tiết khí thay đổi làm sẽ cát. Tuổi Tân Tỵ xây nhà hướng Tây Bắc thuộc Tây tứ mệnh nên hợp được hướng sinh khí, vì sinh khí tượng là sao Tham Lam thuộc mộc hướng Đông, tượng quái là Chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi.
Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ hóa giải. Ngoài ra thì cần sử dụng phương pháp phong thủy, gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có cuộc sống thịnh vượng hơn. Tiếp theo, chúng ta xét đến hướng Đông Bắc gồm Ba Sơn, Sửu, Cấn Dần, 22,5 đến 67,5 độ, năm Canh Tí, Nhất Bạch, Tài Tinh đáo đến, Nhất Bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo vào Đông Bắc ngũ hành thuộc Thổ, Thổ Kim tương sinh, nên năm 2020 xây mới hay là tô tạo sửa chữa rất cát. Với nhà tòa thân hướng Dần thì không nên xây mới vì hướng Dần phạm mậu kỷ đô thiên sát, anh chị xây mới chọn tháng 4 và tháng 9 âm lịch, nếu tô tạo sửa chữa chọn vào thời điểm tháng 4 và tháng 6 âm lịch. Người tuổi Tân Tỵ mà ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng được diêm niên là sao Vũ Khúc thuộc Kim, hướng Tây Bắc tượng quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc. Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả nên đặt cửa giường về phía diêm niên để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, còn xấu thì hợp xấu. Nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Tiếp đến đó là hướng Đông Nam gồm có Ba Sơn, Thìn, Tốn Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ, năm Canh Tí sau lục bạch đáo đến, lục bạch ngũ hành thuộc Kim, đáo vào Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, kim mộc tương khắc không tốt. Với nhà tọa Càn hướng Tốn và tọa Hợi hướng Tỵ phạm mộ long biến vận nên không xây mới, còn nếu xây mới chọn tháng cát lành vào tháng 3 và tháng 4 âm lịch, còn tọa Thìn hướng Tuất không phạm sát nên cứ sau đồng chí mà làm. Trong trường hợp anh chị vẫn chưa yên tâm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn chi tiết cụ thể. Tuổi Tân Tỵ xây nhà hướng này thuộc Đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào lục sát. Lục sát là sao Văn Khúc thuộc Thủy, tượng quái là Khảm, chủ về chuyện thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận đi xuống. Vì vậy tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 khi xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có những phương án hóa giải tối ưu như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại vị trí các phòng ban hợp lý, chọn năm tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra thì sử dụng phương pháp trấn trạch vượng lòng phù chủ để hóa giải. Trong trường hợp gia chủ đang ở nhà hướng nam rồi thì cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà một gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng với người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Và hướng cuối cùng chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Tây Nam gồm Ba Sơn, Mùi, Khôn, Thân từ 202,5 đến 247,5 độ, năm 2020 sau tứ lục đáo đến, tứ lục ngũ hành thuộc Mộc đáo đến Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Mộc Thổ tương khắc nên xây mới cũng không được cát cho lắm. Hơn nữa vào năm 2020 thì Sơn Thân phạm vào Mậu Kỷ Đô Thiên nên không xây được, Sơn Mùi và Khôn nếu xây mới thì chọn vào tháng Vượng 3, 4, 5, 6 và 9. Trong trường hợp tu tạo sửa chữa thì nên chọn tháng 9 và 10, khi đó tiết khí thay đổi, làm sẽ rất cát. Tuổi Tân Tỵ xây nhà hướng này hợp hướng được thiên y nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi, thuộc sao Cự Môn Thổ, hướng Đông Bắc tượng quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc. Lợi cho phụ nữ, tính cách thì khoan dung, nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày, vô sinh, sinh còn khó nuôi, tài vận trục trặc thì nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cắt lành hơn. Ngoài ra, với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có được cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Vừa rồi, Phong Thủy May Mắn đã phân tích các hung vận hạn của từng hướng nhà năm 2020 cho tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Qua phân tích, các bạn có lẽ cũng đã lựa chọn được thời điểm tốt để xây nhà cho mình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận nhé. Và hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉ về phong thủy chính tông môn phái. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống.